Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, chiều tối và đêm nay, ngày 2 tháng 6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm. Riêng tại khu vực như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang thì cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 40mm. Ngoài ra, trong tối nay và chiều tối ngày mai, mùng 3 tháng 6, ở tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa ước tính khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại thủy sản nuôi, bà con cần phải chủ động thực hiện các biện pháp sau đây. Bà con lưu ý cần thường xuyên quan sát hoạt động của cá nuôi. Khi có hiện tượng bất thường, cần xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, cần phải giảm bớt lượng thức ăn từ 40 cho đến 50%. Dùng lá xoan bó thành từng bó và thả xuống ao để diệt trùng mỏ neo với liều lượng là 0,2 đến 0,3 kg trên 1 mét khối nước, hoặc có thể dùng chế phẩm sinh học chiết xuất từ lá xoan để diệt ký sinh trùng, phòng bệnh cho cá. Khi thấy cá có hiện tượng nổi đầu bất thường do thiếu oxy thì cần phải bơm nước sạch vào ao hoặc dùng quạt nước, máy đánh sóng để tăng cường oxy cho nước ao hay là lồng nuôi. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.